Ai vai para? Ai nasce. Lindsay! Mạng hồi anh ơi. Em là anh ơi. Em đã bảo rồi. Anh phải thọ tôi một lít. Chết vào mắt. Mày muốn anh chết lắm mà. Anh mà chết thì ai lo cho em lo đu? Thằng nào phang anh? Quan trọng đâu. Quan trọng là hàng mất rồi. Em dí đúng tay thằng Minh Khờ, mất là mất nhà. Dí nhầm. Bán ba cái trắng mua ba cái tím, đúng không? Đúng mất khẩu rồi, nhưng mà nhầm người. Tao thích nhầm là như nào? Mật khẩu đúng, nhưng giao hàng nhầm người. Cậu có để lộ mật khẩu cho ai ngoài tôi và anh cậu không? Em không có ý xen vào chuyện của anh đâu. Nhưng mà anh luyện cái này để anh nói với ai? Chị ông Hồng ông ấy dặn là đi vào rừng gặp cái thằng đi min khu khờ, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, quàng cái khăn màu xanh xong rồi đi theo nó. Chứ xong rồi hỏi người ta có mua ba kích không á? Những việc cậu bảo anh làm đã xong xuôi hết rồi, không biết hiệu quả đến đâu thôi. Anh mất công lên đây thì việc gì trả thành. Có điều cậu tính hơi xa. Chuyện muốn thành thì... Thì do anh ở. Em ăn ở tốt nên trời thương. Trời thương bị đánh te tua thế này. Này, còn một việc nữa. Anh, cô lừa tôi đúng không? Cô hại anh em tôi đúng không? Em xin lỗi. Im! Cô có biết vì cô mà anh tôi đang phải nằm viện không? Hả? Thằng mù dở giật dây cô đúng không? Quyết! Em xin lỗi. Cầm mồm! Tôi yêu cô như thế. Hết lòng với cô như thế. Hai lần trước tôi đã bỏ qua cho cô rồi. Thế mà cô vẫn tiếp tục cô lừa tôi. Như thế này! À!
Bình tĩnh. Cút! Ở đây không có việc không? Anh trai cậu bảo tôi đến đây tìm cô Tuyết. Đấy là lệnh nên tôi phải làm thôi. Anh Hồng biết những việc cô Tuyết đã làm. Nếu cậu đã ở đây rồi, giao cho cậu xử lý. Không thấy đang làm đấy à? Làm tiếp đi. Hay ta để cô ta đi. Tôi muốn có người bên cạnh Dũng Kính để cung cấp thông tin. Nếu cô tìm được thứ gì có giá trị, hận thù hôm nay coi như bỏ qua. Rốt cuộc thì tôi cũng vẫn là kẻ phản bội. Ở bên anh Khương cũng vậy. Mà ở bên Dũng Kính cũng thế. Đó là con đường cô chọn. Nếu tôi từ chối thì sao? Cô biết là hậu quả đấy. Bảo thì làm đi. Bây giờ sao? Đi uống rượu đi. Sát thủ nào mà thơm thế nhỉ? Kẻ thù của anh không rảnh mò đến lúc đêm khuya thế này đâu. Nghe tin anh bị thương nên tôi đến xem sao. Cảm ơn cô. Chả mấy khi thấy anh thế này. Trông cũng hay đấy. Không có người soi mói, cảm thấy không quen à? Ừ.